Thưa quý vị, để kéo giảm ủng tắc giao thông, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư xây mới, mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn thành phố và ngay trong tháng 6 này sẽ có 4 công trình được khởi công. Trong tháng 6 này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành nâng cấp cầu chữ Y nối quận 5 và quận 8, xây cầu Long Kiển, kết nối đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Tri Phương nhằm kéo giảm ủng tắc giao thông ở khu vực này. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một loạt công trình khác như mở rộng đường Hoàng Minh Giám đoạn từ công viên gia Định đến đường Đào Duy Anh, đầu vượt trên đường Vành Đai 2 thuộc dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy quận 2, nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ Trần Xuân Sạn đến cầu Phú Xuân.